Rồi, Thiện cũng mến chào tất cả bà con nha, đã quay trở lại kênh của Nông Cơ Du Bơm Nước nha. Thì ngày hôm nay Thiện cũng sắp xếp lên cho bà con một ít số máy bơm nước và những phun vôi này nọ cho bà con. Trong này ngày hôm nay thì cũng rất nhiều những cái đầu máy bơm nước hút xả 90, hút trên không, mình chuyên về hút bùn, hút hố ga đồ nè. Đó, có những cái con máy phun vôi xả lúa, ngày hôm nay Thiện cũng lên cho bà con tham khảo luôn. Thì do trời mưa này, trời bây giờ mới vừa tạnh mưa, Thiện cũng soạn ra được một ít rồi. Thì Thiện cũng ráng lên cho bà con vài chục lô chứ. Thiện định là lên tiếp mà nhưng mà trời bây giờ mới âm u mưa. Đó, mưa bây giờ nó đang tạnh nè, Thiện cũng thanh thủ lên cho bà con. Đó thì hình thức ở bên cửa hàng thì Thiện sẽ bao gồm, có nghĩa là Thiện sẽ báo giá tất cả những con máy, chi tiết những con máy, mấy những có bị những gì hay là có những đồ đủ đồ hay là hơi hám gì đó, Thiện sẽ báo hết trên kênh cho bà con. Đó, và đặc biệt là Thiện sẽ không bao phí vận chuyển và Thiện chỉ có ship toàn quốc cho bà con. Bất cứ nơi nào Thiện sẽ ship toàn quốc hết cho bà con. Bà con chỉ cần ở nhà là Thiện sẽ ship về cho bà con nha. Đó, chỉ là còn phí cước, về phần phí cước thì chỉ có 5.500 một ký thôi. Thì bà con cứ yên tâm về phần phần cước, tại vì phần cước Thiện đã hợp đồng rồi. Thì giá cước nó sẽ rẻ hơn cho bà con. Đó, hôm nay thì cũng có những con máy hàng Thái, Thiện cũng còn một hai con nữa là hết rồi. Thì cũng rất là cảm ơn những bà con ở cánh miền Bắc, lại cánh Đắk Lắk, Đắk Nông, Buôn Mê, Gia Lai đã ủng hộ rất là nhiều. Thì Thiện cũng còn một số ít nữa thôi. Và ngày hôm nay Thiện có một con Echo Curix hàng 80 nha, chuyên về phun phân xả lúa. Đó thì Thiện sẽ báo từng con và báo những con máy nào này cho bà con hết, tất cả những cho bà con nha. Thì hình thức bên cửa hàng thì bà con cũng rõ rồi, thì buôn bán thì bà con cũng phải có cọc. Còn những bà ưu tiên là những bà con nào là mua hàng của Thiện thì Thiện sẽ kiếp ship code về cho bà con. Đó, tại vì tình trạng dạo này thì toàn là mấy chú toàn là đa số là những người nói là toàn là nhà lầu quay đồ nhà đồ cho Thiện và xe con đồ này nọ, và hàng gỡ giờ tới nơi thì điện thoại thì không bắt máy. Đó vì vậy tình trạng đó Thiện phải bắt buộc Thiện lấy cọc, tuy có 50.000 hay là 100.000 hay là 200.000 thì nó không đáng xá gì, nhưng mà cái đó là cái tinh thần để bà con, để mà có bổn phận để nghe điện thoại và nhận hàng. Nếu mà hàng có trục trặc gì trong quá trình lúc mà bà con nhận hàng cứ alo cho Thiện, thì Thiện thấy không được khắc phục được thôi, chú ha anh gì đó hãy gỡ hàng về cho Thiện để Thiện khắc phục, còn không có Thiện sẽ trả cọc lại cho bà con. Giờ phần đó bà con yên tâm nha. Thì hôm nay là ngày như 22 ha, bữa nay cũng là 22 tháng 7 rồi, chuẩn bị cũng bước qua tháng 8 rồi, cũng tháng 8 rồi thì xoay qua xoay lại thì cũng chuẩn bị vô mùa của bơm nước nữa rồi. Thì Thiện cũng đang sắp xếp để mà lên những cái con bơm nước cho bà con nhiều nhiều cái thì Thiện lên những lô cho bà con, còn nhiều cái những bà con nào không biết làm nổ thì Thiện sẽ lên nổ cho bà con nha. Đó thì bà con nào yêu mến bên Nông Cơ Du Bơm Nước Thiện đó thì hãy ủng hộ đăng ký kênh và chia sẻ giùm cho Thiện nha. Thì đầu kênh Thiện cũng lên những cái phụ tùng cho bà con, cần thiết những cái phụ tùng nào thì bà con cứ alo cho Thiện nha, Thiện sẽ lên cái phụ tùng. Những cái phụ tùng này là Thiện có để mà chu cấp cho bà con đó, thì những mặt hàng này Thiện sẽ chu cấp cho bà con nha. Đó, trước tiên là Thiện sẽ lên những cái chới xanh One Pro nha bà con. Đây chới xanh One Pro, chới hợi hai kim. Những cái chới này là bà con xài rất là tiết kiệm xăng và đã khen rất nhiều, và lâu nay Thiện bán cái số lượng đi rất là nhiều. Những cái này một bữa Thiện đăng có 5 cái, có nghĩa là tượng trưng đợi đăng 5 cái cho bà con. Nhưng mà cuối cùng là bà con chốt một kênh để cũng được 20-30 cái, và những anh lái cũng lấy cũng được một lần lấy cũng được 20-30 cái. Đó thì Thiện cũng nói rồi, thì những mặt hàng nào mà bà con xài mà bà con thấy cảm thấy mà nó hơi dở thì bà con cứ bình luận dưới kênh nói Thiện ơi những mặt hàng đó em bán là nó hơi dở đi, Thiện sẽ bỏ và thay những cái mặt hàng khác để mà phục vụ cho bà con nha. Đó thì bây giờ Thiện sẽ vô cái chới xăng quanh vừa rồi, chới hợi hai kim nè. Một cái chới như vậy Thiện sẽ bán cho bà con là 90k. Đó, một 90k nha. Là những mặt hàng của Thiện bán là không có bao xíu, không bao phí nha. Giả sử như bà con mua con máy là bà con kèm theo cái chới về nó đỡ tốn tiền cước. Còn bà con nào cần một cái, hai cái thì bà con phải mất hết 30.000 tiền cước rồi, hai mấy 30.000. Thì vì vậy cho nên một cái như vậy Thiện sẽ bán cho bà con là 90.000. Và ưu tiên bà con nào lấy 5 cái đổ lên Thiện sẽ bao phí vận chuyển cho bà con nha. Là chới xăng quanh bồ rồ cho bà con. Đó. Rồi vô cái phụ tùng thứ hai, đó là một cái lữ cắt cỏ. Đây. Đó, tháng trời mưa và Thiện thấy trời mưa nè, thấy còn ướt ra nha bà con. Ở một cái lữ cắt cỏ 25x40 nha. Đó, lữ này là rất là còn hột kim hột đồ là rất là bén luôn nha bà con. Thì một cái lữ như vậy Thiện sẽ bán cho bà con thì cũng còn ít thôi, lữ này chỉ còn có mấy cái. Sẵn lô hàng này bán cho rẻ cho bà con luôn. Thì một cái lữ như vậy Thiện sẽ bán cho, đây là kêu lữ vàng.
Đó, lữ vàng bán cho bà con là 60.000 nha, lữ vàng 60.000. Rồi vô một cái lữ xanh rất là xịn sò luôn. Đó, 305 viết nhân cho 25 nhân 4 ra 40, rất là bự luôn nha bà con. Cái này, những cái lữ này nè, đây là hàng Nhật đóng lóc đàng hoàng nha bà con. Đây lữ mà đóng lóc luôn nè nha bà con, đóng in lóc đàng hoàng. Đó, rất là đẹp xịn sò luôn. Nhưng mà mấy cái lữ này thì bà con nào xài thì phải xài những cái máy lớn, tại vì nó rất là bự nha. Đó, xài ra máy lớn nha, rất là cái độ bén nó rất là cao. Đó, dành cho máy lớn nha. Đây là kêu là lữ xanh. Lữ xanh này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 90.000. Đó, lữ xanh 90.000 nha. Lữ xanh là 90.000. Là Thiện cũng lên những cái cặp cổ của những bình phun mà bình mới nè. Đó, những cái cổ đây là bình phân phun voi xả lúa, bình xả lúa của bình mới nè. Đó thì một cặp mình Thiện có bán 5 cặp như vậy thì bán cho bà con là 100.000. Bà con lấy 5 cặp 100.000 nha. Đó, bà con lấy lẻ thì giá nó khác nha. Cái lẻ thì nó hơn dài 3.000. Thì bà con cũng thông cảm, tại vì lấy 5 cái như vậy nè là Thiện sẽ bán cho bà con là 100.000 5 cái cùm của xả lúa nha. Rồi, vô cái thứ hai, phụ tùng thứ hai là ống sùng. À, ống sùng nha bà con, ống sùng này rất là đẹp luôn, rất là còn tốt. À, một đầu lớn một đầu nhỏ nha, dành cho xả lúa nè. À, dành cho xả lúa nha. Hai cái như vậy thì sẽ bán cho bà con là 150.000 nha. Ống sùng nha bà con, đọc là ống sùng, chốt ống sùng. Đó, hai cái vậy là 150.000. Rồi Thiện sẽ vô một cái nữa, đây là phụ tùng nữa là hết rồi, Thiện sẽ vô lô cho bà con. Đó, rồi Thiện sẽ vô cái cần này là kêu là cần rút nha bà con. Cần rút, cần này là cần 1,5 m. Đó, 1,5 m nè. Đó, bà con rút ra chỗ này. Đó, bà con rút ra chỗ này là thành 2-3 m. Đó, là bà con muốn đi 2 m hay là đi 2,5 m thì đều được hết nha. Đó, rồi cái này là Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 100.000 một cây. Đó, 100.000 một cây nha. Và bà ưu tiên là bà con lấy 5 cây, Thiện bao phí vận chuyển cho bà con nha, là cần nha. Rồi Thiện sẽ vô một cái máy mài tiếp. Đó, Thiện cái lô máy mài này là điện 220. Đó, chưa qua sử dụng. Đó, chưa qua sử dụng nha. Thì Thiện có đâu được 4 cái thôi. Đó, mà có một ông anh ở Khánh Hòa đã chốt một cái rồi. Thì Thiện cũng bán cho bà con luôn. Đó, cái máy mài. Mấy đây là máy mài một gỗ nha, đọc chốt máy mài gỗ. Đó, bán cho bà con là 580.000 nha. Máy mài gỗ 580.000. Rồi, đã hết lô hàng rồi thì bây giờ Thiện sẽ vô từng con số cho bà con nha. Đó, bây giờ Thiện sẽ vô con số 1 đầu tiên cho bà con. Đó là 5 cây lam. Đó, 5 cây lam bánh xe. Đó, 5 cây lam bánh xe nè. Đó, lam bánh xe còn rất là đẹp nè nha bà con. Đó, còn rất là đẹp, 1 cây, 2 cây. Đó, 3 cây nè nha. Đó, 3 cây. Còn rất là đẹp luôn. Đó, 3 cây. Cái lam này là lam là 3 tấc rưỡi nha bà con. Đó, lam 3 tấc rưỡi. Đó, cây này nó hơi ngắn một tí nè, cây này 3 tấc nè, còn như đây là 3 tấc rưỡi hết nè. Thì 5 cây lam như vậy con số 1 nha. Đó, hôm nay là Thiện sẽ đọc là con số từ số 50 đây. Tại lô trước Thiện đi từ con số 1 rồi. Bây giờ Thiện sẽ đi từ con số 50 đổ lên nha. Đó, thì con số này là con số 50. 50 này Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 300.000 nha. 50 300.000 nha. Rồi vô 51 nè. Đó, vô 51 là lam này là lam 4 tấc nè, 1 cây nè. Đó, 2 cây nè. Đó, lam 4 tấc nha. Đó, lam này lam 4 tấc nè. Lam này cây này hơn nè. Đó, cây này hơn 4 tấc nè. Ừ. Thì cây này 4 tấc nè, gần 4 tấc nè. Đó. Đó, đây 4 tấc nè. Thì gồm có 5 cây. Đó, 5 cây như vậy nè. Đó, 5 cây là lam dài nha. Đó, lam từ 4 tấc, 4 tấc mấy đổ lên nha bà con. Thì 5 cây lam như vậy ra Thiện sẽ bán cho bà con là 450.000. Đó, bán cho bà con 450.000 nha. Là cây lô 51 nha. Đó, lô 51 nha. Đó, trời nó đang mưa nè. Đó, thấy bà con thấy nó mưa không? Thì bây giờ chỉ có Thiện sẽ cho anh thợ anh xách lần lần vô để đăng. Chứ bây giờ là cũng đã chiều rồi. Đó, Thiện sẽ vô từng con cho bà con nha. Rồi, vô cái lô 52 nè. Đó, 52 này là 52 là một con máy dầu Yanma L5. Đó, Yanma L5 nè. Đó, Yanma L5 có đời, con này có đời luôn nha bà con. Đây Yanma L5 có đời. Đó, bao nổ luôn cho bà con luôn. Riêng con này máy dầu này giờ là Thiện đổ dầu vô là giật nổ luôn nha. Đó, là bao nổ cho bà con là có con 52. Con này có đời, ngày hôm nay Thiện sẽ hạ giá luôn, bán cho bà con luôn, cũng có mấy con thôi. Đó, bán cho bà con giá bán là 5,1 triệu nha. Đó, bán cho bà con 5,1 triệu có đời, con số 52 nha. Rồi vô 53 nè. Đó, thì có anh thợ với lại một nữ thư ký rất là xinh đang xách máy đồ vô.
để đăng cho bà con nè, chứ trời mưa đáng lẽ cũng không có lên kênh được đâu. Rồi vô con 53. 53 đây là một con Sindawa. Sindawa này là bốn ngựa nha bà con. Đó, nó là bốn ngựa, nó đang nằm trên cái đầu cao áp. Đó, đầu cao áp nha, đồng hồ đồng đồ là rất là còn rất là đẹp. Giật bao hơi bao lửa, ba màu xăng vô họng nổ luôn cho bà con luôn. Đó, hiện giờ bao hơi bao lửa nè, bao là mở buri ra giật vô trong này nổ luôn. Chế xăng chế đồ là còn rất là đẹp nè bà con, về xúc nhẹ chứng xăng lại là máy nó nổ thôi nha bà con. Ở vàng lông vàng đồ là còn rất là tương đối là rất là đẹp luôn nha. Rồi cây này là cây 53. Ở ngày hôm nay Thiện hạ giá luôn cho bà con luôn, bán cái cây này cho bà con 2 triệu nha. 53 2 triệu nha. Còn rất là đẹp nè, đồng đồ còn rất là đẹp nha. Rồi vô 54 nè. Thì một con này là con Sindawa. À, con Sindawa bơm nước mini đầy đủ đồ, bô e bô đồ đầy đủ. Đó, giật bao hơi cho bà con nè, giật hơi cho bà con đây. Đó, hơi hám rất ngon. Đó, con này là 54. Lấy cầm cái gì miếng vẽ kìa. Đó, con đó, con này là hút xả nó là 34 nha bà con, lưu lượng nước đó là 120 lít nước trên phút. Đó, cái này giờ bà con kiếm cộng dây kẽm hay cộng dây thun rồi bà con dịch lại nha. Đó, hơi hám rồi rất là ngon luôn. Đó, đủ đồ cho bà con, bao hơi cho bà con nha, bao giật được cho bà con nha, không cứng máy nha. Đó, bà con xem kênh á, của Thiện á, là Thiện sẽ bán theo hình thức trên kênh. Đó, con máy nào thì cũng đó Thiện sẽ báo từng con cho bà con. Đó, thì giờ bà con cứ vừa xin nhẹ chứng xăng là nó nổ thôi nha. Rồi con này là thì con này là con Sindawa nha. Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 520 ngàn nha. Con 54 520 ngàn. Rồi vô con 55 nè, con Yakoyama 6 ngựa rử nha. Ở Yakoyama 6 ngựa rử, hàng liên danh Thái nha. Ở hàng liên danh nha bà con. Ở mã US có mã số đồ đàng hoàng. Inlock hàng này là hàng của Thiện cũng thanh lý. Ở thanh lý cái kho của ông anh đó, nhớ một cái kênh đó là Thiện dời một lần ở đó là tàn là mấy cái máy mài, máy cắt, mấy đồ đó là thuộc thanh lý luôn nha. Vô sạch cái máy mài. Đó. Đó, hàng thanh lý nha, 6 ngựa rử nha bà con. Đó, hàng chưa qua sử dụng, chưa vô đồ, chưa đổ xăng gì hết nha, 6 ngựa rử, động cơ 6 ngựa rử. Rồi con này là nó cốt thẳng tua nhanh. Đó, cốt thẳng tua nhanh nha bà con. Đó, cốt thẳng tua nhanh nè, thấy không, cốt thẳng tua nhanh 6 ngựa rử. Rồi ngày hôm nay con này 6 ngựa rử Thiện sẽ bán giao lưu cho bà con, giá bán cho bà con là 1 triệu rưỡi nha. Đó, bán cho bà con 1 triệu rưỡi. Đó, bán cho bà con 1 triệu rưỡi. Đó, con số 55 1 triệu rưỡi nha. Coi số 55 1 triệu rưỡi. Rồi vô con 56 nè. Một cây cưa của Kamitsu. Ở Kamitsu nha, hàng này cũng là điện 210 hết nha bà con. Điện 210. Ở hàng này là cũng là hàng điện điện 210. Ồ mấy cái đó là coi ghi vô bên lock hết nha. Đó, điện 210 ấy bên lock nè. Đó, điện 210 nha. Đây là điện 210. Đó, con này là 55 đúng không? 56 nè, một cây máy cắt. Thì cũng có giờ có đâu được 4 cái mà bà con chốt cái kênh vừa rồi hết 2 cái rồi, cũng còn 2 cái. Đó, còn 2 cái thôi. Rồi cây này cũng vậy, bán cho bà con giá bán 1 triệu 3 nha. 56 1 triệu 3, hàng điện 110 nha, máy cắt nha, có lữ đồ đàng hoàng luôn. 53 1 à quên 56 1 triệu 3. Rồi 57 nè. Thêm một cái con bơm nước cực kỳ là đẹp luôn nha bà con. À, 6 ngựa rử, động cơ 6 ngựa rử. À, dòng máy là Itaka gì đây. À, cũng là hàng thanh lý trong cái ngày hôm đó luôn nè. À, rất là đẹp luôn nè bà con thấy nè, rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. À, hút xả nó là 90 nha bà con. À, ren này là ren thông thường, ren mịn luôn. À, đây in mã vạch luôn nè bà con. À, in mã số đồ đàng hoàng. Còn rất là đẹp, xịn sò đẹp luôn nha. Đó, rồi con máy này cũng vậy, cũng bán là bao nổ luôn cho bà con luôn. Đó, giờ cái việc bà con xài thôi, bán cây này cho bà con giá bán 2 triệu 9 nha. 57 2 triệu 9 nha. Rồi 58 nè. À, một con bơm nước sách tay Kawasaki. À, động cơ là 3 ngựa nha bà con. Động cơ là 3 ngựa. Nó đang nằm trên dàn bơm á là hút xả là 42. Thì lưu lượng nước của nó là 300 lít nước trên phút nha. Đó, cái này nè nó có một cái ren. Cái ren này có thể bà con giờ dặn xuống dưới này cũng được luôn. Riêng con này thì cũng bán bao nổ luôn cho bà con luôn. Đó, bán bao nổ giờ cái việc bà con xài thôi, chứ không có làm cái gì nữa hết nha. Rồi cây này bán cho bà con giá bán là 1 triệu rưỡi nha. Đó, bán cho bà con 1 triệu rưỡi. Cây 58 1 triệu rưỡi nha.
Rồi vô cây 59 nè. Một con Kawasaki 120 nha. À, 120 nó là 4 ngựa nha bà con. À, nhưng mà Kawasaki này đời OHV nòng xéo nè nha. Đời OHV nòng xéo. Nó đang nằm trên dàn bơm là hút xả là 60. À, hút xả 60. Lưu lượng là 600 lít nước trên phút hết nha bà con. Còn rất là đẹp, xịn sò đẹp luôn nè. Ở bà con dòm nè, quá đẹp luôn nha. Ở rất là đẹp, lóc máy lóc đồ là rất là đẹp luôn nha bà con. Rồi con này thì sẽ bán cho bà con là bao nổ luôn cho bà con luôn. Ờ, bao nổ bao xài cho bà con. Con 59 nha. Rồi bán cho con giá bán là 2,2 triệu nha. Ờ, bán bà con 2,2 triệu con 59 còn đồ OHV nha. Rồi vô con 60 nè. Ờ, một con Mitsu 350 nha bà con. Ờ, Mitsu 350. Con này cũng vậy thì cũng bán bao nổ luôn cho bà con luôn. Nó đang nằm trên dàn bơm hút xả là 60 luôn nè. Đó, hút xả 60 nha. Coi dần đi dính xuống vô đi. Đó, hút xả 60 luôn nha. Lưu lượng nước nó là 630 lít nước trên phút nha bà con. Đó, 630 lít nước trên phút. Con này cũng vậy. Thì cũng bán bao nổ luôn cho bà con luôn. Đó, bán bao nổ nha. Riêng con này bán bao nổ cho bà con. Giờ cái việc bà con xài sao? Dòng Mitsu là rất là tiết kiệm xăng nha. Rồi con 60 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 2 triệu nha. Rồi bán cho bà con 2 triệu con 60 nha. Rồi vô bơm nước mini nè. Rồi vô con 61 nè. Một con này là bơm nước này. Con này là hình như là con Tanaka nha bà con. Tanaka. Con này là Tanaka rồi nè. Nòng nó là nòng 34 ly. Nòng 34 ly nha. Con này cũng vậy, bán bao nổ luôn cho bà con. Bán bao nổ luôn cho bà con nha. Riêng con này nè, lâu dưới cái bình ghi dưới này cũng được nè. Bán bao nổ cho bà con. Đó, dàn lông nó hơi xấu một tí. Đó, bán rẻ luôn cho bà con nha. Rồi bán bao nổ cho bà con máy này bán bao rẻ nha. Rồi bán cho bà con là 750 ngàn. Con 61 750 ngàn nha. Rồi vô 62 nè, một con siêu phẩm luôn, một con Maru. Maruyama nha. Maruyama còn rất là đẹp, xịn sò đẹp luôn. Con này cũng vậy, cũng bán bao nổ luôn cho bà con nè. Đó, bao nổ luôn. Lưu lượng nước nó hút xả nó là 34 nha. Rất là đẹp, ốc tán con này rất là siêu đẳng luôn. Ốc vàng khe luôn nha bà con. Quá đẹp luôn nha. Rồi con này là con 62 nha. Rồi bán cho bà con giá bán là 1,4 triệu nha. 62 1,4 triệu nha. Rồi vô con 63 nè. 63 nè, một con Tanaka 381 nha. Con này hơi hám đầu lửa đồ ngon luôn. Nổ luôn rồi nha bà con. Nó bị tiêu con nè. Mà con này nó nổ luôn, hơi rất là chắc nè. Thấy không? Hơi rất là chắc luôn. Hơi rất là chắc luôn nha. Rồi cây 63 này bán con này hút xả nó là như vậy. Hút xả nó là 42 nha. Bán rẻ luôn cho bà con luôn. Giá bán cho bà con 1 triệu nha. Bán cho bà con 1 triệu. Con 63 1 triệu nha. Rồi 64 nè. 64 một cái lưỡi đầu cắt cỏ đầu bò rồi nè. Có lưỡi rồi đàng hoàng nha. Con này không biết có mấy khí đây. Nó tấu xui tấu mò là do mưa quá rồi. Đó, bán rẻ luôn cho bà con nha. Bán cây này cho bà con 80 ngàn nha. 64 80 ngàn. 65. Một cây cưa của Ma Lóc nha. Ma Lóc 38 sơi sơi. Con này giật hơi hám luôn cho bà con đây. Hơi hám rất ngon. Rồi bán rẻ luôn cây này cho bà con luôn. Rồi bà con làm gì bà con làm luôn. Bán cho bà con 380 ngàn nha. Cây 65 380 ngàn. Rồi 66 luôn, bán cho bà con lấy phụ tùng luôn. Con máy Ma Lóc nữa nha. Ma Lóc của Mỹ nữa nè. Bán cho bà con lấy phụ tùng. Này nọ đồ luôn nha. Rồi bán rẻ luôn cho bà con 180 ngàn nha. 66 180 ngàn. Rồi 67 luôn, thêm một cây cưa nữa nè. Cây cưa nè, tay cục nè. Làm xích đồ còn nè. Làm xích đồ còn rất là đẹp nha. Hơi hám đồ còn rất là ngon. Giật hơi hám rồi cho bà con coi. Hơi hám rất ngon. Rồi bán luôn, còn có mấy cây nữa là hết rồi. Rồi bán rẻ cho bà con luôn, 66 bán cho bà con là 900 ngàn. 67 nha, 900 ngàn. 67 900 ngàn nha. Rồi thì có mớ đầu của GX3 là 25 nè. Một đầu nè, hai đầu nè. Có ba đầu đó. Thiện sẽ nói chi tiết ngày hôm nay là thiện đăng ba đầu này luôn cho bà con luôn. Để cho bà con lấy được vời bà con dọn nha. Đây là một đầu. Đầu đây là đầu thứ nhất, đầy đủ đồ. Bố con đồ còn luôn. Đầy đủ bố con đồ còn luôn nè nha. Rồi giật hơi hám cái con này cho bà con đây. Hơi hám rất là ngon một con nè. Nó mất cái nắp này thì khi sẽ hỗ trợ cho bà con nha. Còn cái bình nó có nứt không thì cũng không biết nữa.
Đó, thì em thấy là bên ngoài là còn nguyên rồi nè. Đó, bên ngoài là còn nguyên một con nè, con thứ hai nè cũng đầy đủ đồ nè. Đó, GX25 xịn sò đàng hoàng nha, chứ không phải là hàng tàu nha. Con này cũng đủ đồ nè, giật hơi hám rồi cho con này hơi coi. Đó, hơi hám ngon nè. Rồi vô con thứ ba nè, thấy không, con này nè thấy không, cũng là GX25 luôn mà mất chiến xăng rồi, bình xăng còn, giật hơi hám rồi cho bà con coi. Đó, hơi hám rất ngon. Đó, thì bây giờ là trong ba con này thì chị nghĩ thì bán cho bà con lấy phụ trùng đi, chứ bây giờ bán ba con nhiều lúc là bà con chốt hết một lô thì bà con nói là nhà mình có một con máy đó này nọ. Thôi bây giờ là thì sẽ đi từng số luôn cho bà con, ưu tiên cho bà con luôn. Bây giờ trước mắt con này là 68 nè, con này là mất chới xăng, mất chới xăng, bình xăng đồ còn, giật đồ được hết đó, là giật đồ được hết nha, bố là cũng còn nè nha bà con. Đó rồi, bán cây này cho bà con là 68. 68 này bán cho con cái xác này là 420.000 nha, 68 420.000. Đó, vô 69 nè, nắp này thì sẽ cho. Đó, nắp này thì sẽ cho bà con nè. Đó, con này nó còn vàng lông, còn đẹp lắm nha. Đó, còn đẹp, giật hơi hám rồi cho bà con coi. Đó, hơi hám rất ngon. Rồi, cái này bán cho bà con giá bán là 780.000 nha. Đó, 69 780.000, 69 780.000. Rồi, vô con 70. Đó, vô con 70 nè. Con này vàng lông nó hơi xấu một tí nha. Bố thì mòn rồi. Giật hơi hám rồi cho bà con đây. Đó, hơi hám ngon nha. Rồi bán cây này cho bà con 700.000, số 70 700.000 nha. Rồi 71 nè, một cây của cắt chè của con gì đây? Đó, Komitsu nha, 23. Đó, Komitsu 23 của cây cắt chè nè. Giật hơi hám rồi cho bà con coi. Hơi hám đồ ngon nha. Rồi bán cái này cho bà con 450.000 nha. Cây 71 450.000. Rồi đưa con này vô. Rồi 72 nè. À, thêm một cái con máy xả lúa hàng liên danh của Thái nha. À, hàng liên danh của Thái chỉ còn có một con thôi. Inlock Thái Lan đàng hoàng nha bà con. Inlock Thái Lan. À, Inlock Thái Lan đàng hoàng. Con này là có chức năng là xả lúa nha bà con. Riêng con này có chức năng xả lúa. Con này là thiện sẽ bán là bao nổ cho bà con. Quà máng đó, qua máng inox bán rất là đẹp nha. À, bán bao nổ cho bà con. Quà kèm theo đi là ống sùm. À, ống sùm. Quà nó có hay một cái là nó có chức năng xả xịt thuốc diệt khuẩn. Đó là đủ bộ hết cho bà con. Một ống sùm, một ống tay cầm. Một cái ống co đàng hoàng hết cho bà con. Đầy đủ quanh, đồ đầy đủ hết cho bà con. Thì thiện sẽ bán bao xài cho bà con. Viên con máy này là con máy số 72, hàng liên danh Inlock Thái Lan đàng hoàng Hukete. Đó, bán rẻ ngày hôm nay, bán rẻ luôn cho bà con. Giá bán là 2.050.000. 2.050.000 nha. 72 2.050.000. Đưa con kia vô luôn. 73. Đó. Rồi vô con 73 nè. Đó, một con Echo Curis nha, 80 sơ sơ nha bà con. Đó, Echo Curis 80 sơ sơ. Con này là nó không có chức năng diệt khuẩn đâu nha. Echo Curis 80 sơ sơ, con riêng con này là bao nổ cho bà con luôn. Tem nó hơi bị bạc, nó hơi bị chóc nè. Giờ bà con dán lại giùm cho thiện đi. Đó, con này bao nổ cho bà con. Đó, Echo Curis nòng lớn. Giờ cứ việc bà con xài thôi. Kèm theo đi cho bà con là một ống nhung. Đó, một tay cầm và một cái ống nối đàng hoàng cho bà con nha. Đó, là cái riêng thằng này thôi. Thằng này tại nó không có chức năng kia đâu. Tại Echo, dòng Echo Curis nó không có chức năng diệt khủng nha. Tại nó không có cái máng đó. Thì con 73 này bán cho bà con giá bán là 3.800.000 nha. 73 3.800.000. Rồi 74 nè. Thêm một con Echo Curis MD41 nữa nè. Ở MD1041 nha. Thì cái con này thì cũng bán bao nổ luôn cho bà con. Đó, đó là tai nhựa hoặc nhựa giống như Echo Curis hàng 80 kia. Đó, cũng là MD80 sơ sơ. Còn con này là MD41 sơ sơ. Thì cái bình của nó đã bị bởi rồi. Thiện đã lên bình 30 lít. Con này thì nó có chức năng xả lúa. Đó, và kèm theo đi cho bà con là bao nổ cho bà con. Kèm theo cho bà con là một cái ống sùng. Đó, cho bà con một cái ống sùng nha. Đó, thì riêng con máy này chỉ cho bổ sung cho bà con là một ống sùng. Cho nên Thiện sẽ để một cái giá khác cho bà con. Đó, rồi con máy này Thiện sẽ bán cho con giá bán là 2.000.000 nha. 74 2.000.000 cho bà con luôn.
Rồi 75 nè. À, 75 nha. 75 là một con Honda GX35. Đầu xịt thuốc bình 25 lít nha. Đó, con này đang nằm trên đầu áp ti hai đầu. Đó, đầu áp ti hai đầu. Nó có cộng dây đi và có bét đồ đi sẵn luôn. Đó, đầu áp hai đầu. Và thiện sẽ bao nổ bao áp ra cho bà con luôn. Riêng con máy này bao nổ bao áp ra cho bà con. Giờ cứ việc bà con xài. Con này là con Honda GX35 nha bà con. Đó, Honda GX35 nha. Đó, rồi cái này bán cho bà con, giá bán là bao nổ bao xài cho bà con, chỉ không có bao phí vận chuyển thôi. Rồi bán cây này cho bà con giá bán 2,5 triệu nha. 75 2,5 triệu. Rồi vô 76 nè. Đó, thêm một cái con bình xịt thuốc TL23. Đó, còn rất là đẹp luôn nha nha bà con. Đó, còn đầu áp nè, đầu áp rất là đẹp, bình 25 lít nữa. Đó, vàng lông vàng đồ nè, còn quá đẹp luôn. Đó, con này là nó còn thuốc trong này, nãy giờ trời mưa rồi, đỡ qua trời mưa thế bà con. Đó, coi xả nước này rồi đun vô kho nha. Đó, rồi con này cũng vậy, thì sẽ bán bao nổ luôn cho bà con, bao ra thuốc luôn cho bà con. Đó, bao ra thuốc luôn, hết đầy đủ hết cho bà con nha. Đó, giờ cái việc bà con xài thôi, bình 25 lít nha, đai lưng đai đồ có hết cho bà con. Qua kèm theo tặng cho bà con là một cọng dây 1 mét ra cho bà con luôn. Đó, cộng theo dây đồ ra cho bà con. Rồi cây này bán cho bà con giá bán là 2 triệu nha. Đó, 76 2 triệu nha, đầu áp rất là to luôn nha. 76 giá bán 2 triệu. 77 nè. Ở một con xịt thuốc Giang Ma 231 nhỏ gọn, 8 ký. Đó, chuyên về phun phân phun voi nha. Con này cũng vậy, bán bao nổ luôn cho bà con luôn. Riêng con này bao nổ nha. Đó, giờ cứ việc bà con xài thôi. Đó, bình nhỏ gọn nè, anh em nào muốn cần những cái con bình nhỏ gọn là lấy những cái con này nè nha. Rồi con 77 nha, 77 bán cho bà con giá bán là 700 ngàn nha. Đó, bán cho bà con 700 ngàn, còn rất là đẹp luôn. 77, 700 ngàn. 78 nè. Đó, một con Tanaka nồng lớn nha, nồng nó lên tới 48 nha. Đó, nồng rất là lớn, lớn nhất luôn nha bà con. Đó, nó bằng, nó là 80 sơ sơ luôn á, nó bằng Echo Kurit hàng 8 đó. Nhưng mà đờ của nó là đờ Kurit đờ cổ. Đó, nó chỉ có phun phân phun voi thôi, chứ nó không có xả lúa được nha bà con. Riêng con này cũng vậy, thì cũng bán bao nổ luôn cho bà con. Bình nó là bình 15 lít nha. Đó, 14 lít nha bà con, bình 14 lít bao nổ cho bà con. Giờ cứ việc bà con xài thôi, bán cho bà con giá bán là 650 ngàn nha. Đó, 78 650 nha. Nó là đờ cổ nhưng mà nó là nồng lớn nha. Rồi 79 nè. À, 79 nè, một con Giang Ma BS nhỏ gọn luôn. Phải không? Con này bao nổ luôn cho bà con luôn. Nó chỉ có phun phân phun voi thôi. À, bà con này nó có được cái ống sùng đi nữa nha. À, nó được ống sùng đi nữa. Và bình nó là bình nhỏ nha, nó rất là đẹp, xịn sò đẹp luôn. Rồi bán rẻ luôn cho bà con luôn, 79. À, 79 bán cho bà con 650 ngàn nha. À, bán cho bà con 650 ngàn. Rồi vô 80 nè. Thêm một con TL20 nha. Đó, bình 20 lít nè. Đó, TL20 nó xài là tâm rời quạt lớn nha. Đó, con này tâm rời mà quạt lớn. Thì giờ bà con là muốn xài xịt thuốc thì xài, còn không xài xịt thuốc thì bà con là mình xài gắn còn cắt cỏ vô nha. Nó là TL20 nha bà con. Đó, và con này là con 80 nha. Đó, 80 này bao cho bà con ra thuốc luôn nha. Đó, bao cho bà con ra thuốc là đàng hoàng. Đó thì nó có hai tầng công dụng, thì bà con muốn xài cắt cỏ thì bà con xài, còn muốn xài xịt thuốc thì mình gắn vô thôi, mình tháo ra mình gắn con đó. Rồi bán rẻ luôn cho bà con, cây này 1,6 triệu nha. Đó, bán cho bà con 1,6 triệu cây 80 nha, còn rất là đẹp nha. Rồi 81 nè, một con Echo Kurit nha. Con này là Echo Kurit 706 nha, bình nó là bình 20 mấy lít lận nha bà con. Đó, bình này bình 20 lít, bình 20 lít nè, xài cái đầu áp hai đầu bự lắm nha, bao ra áp cho bà con luôn, bao ra áp cho bà con luôn nha. Đó, rất là xịn sò luôn, thấy không? Thiện đã qua chới xăng quanh bồ rồ hai kim cho bà con luôn, bao nổ bao xài luôn cho bà con. Giờ cái việc bà con xài thôi nha. Rồi bán cây này cho bà con giá bán 81 1,8 triệu nha. Đó, 81 1,8 triệu. Giờ rất xịt thuốc qua Thiện, mấy con xịt thuốc là như vậy, Thiện sẽ cho bà con một cọng dây luôn. Đó, cho bà con một cầm dây luôn. Rồi 82, thêm một con Kurit nữa nè. Đó, bình nó 25 lít nha. Đó, con này là xài ti một đầu. Đó, con này ti một đầu nha. Đó.
Rồi bao cho bà con nổ và ra thuốc luôn cho bà con luôn. Bao nổ, bao ra thuốc cho bà con nha. Giờ cứ việc bà con xài thôi, bán rẻ rẻ cho bà con này nha. À, bán rẻ luôn cho bà con luôn. Cây này bình nó thì cái chỗ này nó hơi bị răng một chút xíu thôi chứ mà nó không có chảy nha. Bình nó rất là dày. À, nó thấy nó răng răng vậy chứ mà nó không có bên trong, giờ bên trong là không có chảy nha. Rồi bán rẻ cho bà con cây này 1,2 triệu nha. Ở 82 1,2 triệu giờ xịt thuốc rồi cho nha. Rồi thì vô 83. Rồi 83 nè, thêm một con cu rít hàng nồng nó lên là 48 nữa nè. Đó, nó 80 cc nồng 48 nồng rất là bự. Cu rít này là đò, nó là đò kêu như là đò cổ đó. Nhưng mà nó chỉ có chức năng phun voi phun phân thôi. Đó, nó rẻ bình nó chỉ có 14 lít thôi. Đó, chuyện cũng bán bao nổ luôn cho bà con luôn. Giờ cái việc bà con xài thôi. Đó, chứ không có bà con làm cái gì nữa hết nha. Rồi bán cây này cho bà con là 2 con nào cũng giống nhau hết á. Đó. Đó, rồi con này cũng vậy, con này nó vàng lông đồ nó còn đẹp, bình đồ nó còn hơi đẹp, xuất sắc hơn tí. Rồi bán cho bà con 670 cho thiện sinh 20 ngàn nha. Đó, nó có một cặp anh em song đôi thôi. Rồi vô 84. À, vô cho bà con một cái lô. Lô 84 nha, một con TG. TG 18 bình xịt thuốc xài quạt, bình 15 lít nha. Giật hơi hám lửa lửa có cho bà con luôn á. Bao hơi bao lửa cho bà con, hơi hám rất là ngon. Đó, bán rẻ rẻ luôn cho bà con luôn nha. Giờ bà con làm nổ giùm cho thiện nha, là nó là xài quạt. Bán cho bà con giá bán là 450.000 nha. Đó, bán cho bà con 450.000, 84 450.000 nha. Rồi 85 nè, tìm một con Maruyama MD 140. Đó, con này là có chức năng phun voi phun phân nè, bình mười mấy lít thôi nha. Hình như con này nó có chức năng phun thuốc diệt khủng nữa nè. Đó, bán sát gì cho bà con. Đó, giật bao giật được nha. Rồi giờ làm mới giật lại nè. Đó, bán rẻ luôn cho bà con. Bình xăng chứa nó bị nứt là nứt chỗ đây rồi nha. Đó, bán cho bà con 180.000 nha. 85 180.000. Rồi 86 nè, một con Kuruta luôn. Đó, một con Kuruta luôn, bán rẻ rẻ rồi cho bà con dọn đồ bậy bạ nha. Con này hình như nó cũng có chức năng xả thuốc phun thuốc diệt khủng nữa nè. Đó. Rồi bán cây này cũng vậy 180.000 luôn nha. Cây 86 180.000. Rồi một cây 87 nè, một con nằm ngã nghiêng ở trên vách luôn. Đó, không có đới, không có gì hết nha. Bình xăng thì còn, móc nắp xăng. Đó, bán rẻ rẻ luôn cho bà con luôn. Bán cây này cho bà con 150.000, 87 150.000 nha. Rồi thì ngày hôm nay lên cho bà con cũng mấy chục lô rồi đó. Thì bà con thấy những cái lô hàng nào bà con cần thì cứ alo và kết bạn Zalo cho Thiện. Số điện thoại của Thiện là Zalo là 0377644634 nha. Đó, thì cũng còn rất là nhiều mặt hàng, thì cũng đang chuẩn bị là làm hàng lên để và chuẩn bị vô cái mùa bơm nước cho bà con nha. Đó, thì bà con nào cần những mặt hàng nào thì cứ bình luận dưới kênh của Thiện để Thiện lùng những mặt hàng đó cho bà con. Đó, chuẩn bị Thiện sẽ dời những cái lô máy cưa phụ tùng cho bà con luôn. Đó, Thiện sẽ bán những 50, 70 gì đó giờ cho bà con lấy phụ tùng nha. Lâu nay bà con mua cưa đồ này nọ thì cũng nhiều lúc cũng cần những cái phụ tùng phụ kiện của máy cưa, thì Thiện cũng chuẩn bị dời là khoảng nằm tầm 6 tạ. À, rồi để phục vụ cho bà con, nằm tầm cỡ 2 ngày nữa hàng đó sẽ đổ rồi nha. Rồi Thiện cũng xin chào tất cả bà con.